Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin VFF News ngày 26 tháng 10. Quý vị và các bạn thân mến, để cho khán giả và người hâm mộ thuận tiện hơn trong việc mua vé xem bóng đá các trận đấu đội tuyển quốc gia, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF quyết định triển khai thêm kênh bán vé bóng đá trên mạng Internet kể từ ngày hôm nay ngày 26 tháng 10. Để khán giả và người hâm mộ bóng đá Việt Nam tiết kiệm thời gian cũng như có thêm sự lựa chọn cho việc mua vé xem bóng đá trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển quốc gia, bên cạnh việc bán vé truyền thống tại quầy vẫn được áp dụng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ triển khai thêm kênh bán vé bóng đá qua mạng Internet kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2017. Cụ thể, quầy bán vé online sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng ngày 26 tháng 10 và đóng cửa vào lúc 24 giờ ngày 5 tháng 11. Trong 2 ngày 8 và 9 tháng 11, VFF sẽ trả vé cho khách mua online tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ngoài ra, VFF vẫn sẽ bố trí bán vé trực tiếp tại quầy từ ngày 11 tháng 10 đến trước khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Afghanistan diễn ra, với 3 mệnh giá là 100, 150 và 200 nghìn đồng. Mọi thông tin chi tiết, các bạn có thể tham khảo thêm tại trang chủ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Cũng trong ngày hôm nay, ngày 26 tháng 10, giải Futsal Đông Nam Á 2017 đã chính thức khởi tranh với những trận đấu hấp dẫn đã diễn ra. Cùng với đó là rất nhiều những bàn thắng đã được ghi. Hai trận đấu diễn ra trong khuôn khổ bảng A, giải Futsal vô địch Đông Nam Á Cúp HD Bank năm 2017 đã kết thúc với tỷ số cách biệt đến khó tin. Nếu như ở trận đấu sớm diễn ra lúc 12 giờ, đội tuyển Futsal Myanmar đã ghi 13 bàn thắng vào lưới đội tuyển Brunei, thì ở trận đấu sau đó, đội về hạng tư chung cuộc tại SEA Games 29 là Indonesia đã giành chiến thắng 21-0 trước đội tuyển Philippines. Với chiến thắng này, đội bóng xứ Vạn Đảo đang cùng Myanmar chia sẻ vị trí đầu bảng A. Kết quả hai trận đấu trong khuôn khổ bảng B sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo. Trong khi đó, đứng thứ hai đang là các cầu thủ Myanmar với chiến thắng 13-0 trước đội tuyển Brunei. Ngày hôm qua 25 tháng 10, ban kỷ luật của VFF đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với những trường hợp vi phạm tại vòng 22 V-League 2017 vừa diễn ra. Đây cũng là những tin tức cuối cùng sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vào buổi chiều ngày hôm qua, ban kỷ luật VFF đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với những trường hợp vi phạm quy định của VFF tại vòng 22 Toyota V-League 2017. Cụ thể, cảnh cáo và phạt 10 triệu đồng đối với ông Lubo Petrovic, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ bóng đá FLC Thanh Hóa, do có lời nói, phát ngôn không chuẩn mực trong buổi họp báo sau trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh và FLC Thanh Hóa. Phạt câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh 3 triệu đồng do có 5 cầu thủ nhận thẻ vàng trong trận đấu giữa câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh và BKM Bình Dương tại lượt trận thứ 22. Phạt câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng 2 triệu đồng do có 5 cầu thủ nhận thẻ vàng trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng tại lượt trận thứ 22 ngày 20 tháng 10 năm 2017.